Đang Phi xin chào bạn. Sau đây đang Phi xin xin hướng dẫn các bạn cách nối dây câu, dây dù, dây cước, dù với cước hoặc là cước với cước, dù với dù. Đấy. Bạn đặt hai dây song song nha. Hai dây nha. Bạn tạo một nút thắt cố định. Tạo một nút thắt để cố định dây thôi các bạn. Nút thắt này không tác dụng gì. Thắt tạm tượng trưng cho dây nó không bị xô. Các bạn vòng dây, vòng dây, vòng từ từ các bạn xem, vòng tạo thành vòng hai dây sẽ đan chéo nhau này. Các bạn quay dây. Dây ở đây xuống dưới, luồn xuống dưới của cái vòng, xoắn lên. Xoắn tầm 10 vòng, và hơn càng đẹp, cũng được. Đây là dây màu này đen, tối màu này các bạn nhìn nó dễ. Cái quần. Sau đó các bạn luồn cái nút thắt đôi vừa rồi á, thắt đôi đầu tiên ấy, bước được nút thắt đôi này. Bạn luồn qua cái này, luồn qua đây, cái lỗ này. Đấy. Luồn qua. Để cho cước bị sưng không bị xoăn, các bạn làm tí nước dãi, nước bọt, cước không bị xoăn mà nó trơn, rít mối buộc nó đẹp đều. Đây là hai đoạn dây thừa, đầu nó sẽ về giữa. Đấy, cái nút mối này là tác dụng gọi chỉ ghim thôi. Còn đến bây giờ thì nó là thừa. Đấy, bạn cắt đi, không cần thiết. Rất thoải mái các bạn ạ. Nhưng mà tuột giật nhẹ nó tuột ngay, không có xuất giật mạnh vào được. Bạn nhìn nó buộc rất đẹp. Đấy là cái thứ nhất, nhanh gọn đẹp, dễ làm. Này nó không bị vấp dây mấy các bạn. Bạn bấm cái đầu thừa kia ngắn tí nữa thì nó không bị vấp dây. Đấy. Cái thứ nhất, vừa rồi Hải Đăng đã giới thiệu các bạn cách thứ nhất. Cách thứ hai thì Hải Đăng cũng đã làm một cái video rồi. Thì tiện đây thì làm lại cho các bạn xem thôi. Hai dây cũng song song nhau. Cái này là hai đầu ra, quay ra hai bên để hai đầu thừa ra hai bên để cắt. Còn đây là đầu thừa với cái đầu cách nhất là đầu thừa vào trong và giữa. Đấy các bạn, để hai dây song nhau. Đấy, làm chậm các bạn xem. Đấy. Vòng dây. Vòng dây không luồn qua thợ. Luồn tầm vòng tầm đến 5 đến 10 vòng. Nó rít. Cho tí nước dãi, cho trơn, tránh xoăn cước. Tiếp bạn rút, đây Hải Đăng hơi ngược tay, không thuận tay trái, chuyển sang tay phải. Cũng như vậy thôi các bạn. Lấy lại đi dây. Đấy. Bạn vòng,
không quấn luôn qua. Đấy. Quấn luôn qua. Dít dây, dít đầu dây. Đấy, dít đầu dây. Cho thêm tí nước. Dãi cho trơn. Dít. Đây bạn nhìn này, đây bạn nhìn hai đầu dây thừa quay ra ngoài kìa, rồi bạn cắt đi đó, cắt đi, đè dây này xuống. Nếu bạn nối dù thì bạn lấy tàn thuốc lá, bạn châm, bạn đè cái đầu này bạn châm xuống thì hợp lý hơn, đừng bật lửa. Bật lửa nó sẽ bị dễ đốt cháy. Còn cước thì bấm nó dễ bấm đứt hơn. Tàn thuốc lá bạn là tàn thuốc lá bạn chấm vào thì đẹp. Thử các bạn xem. Rồi. Rất chắc. Chưa phải là ưu việt nhất nhưng mà đấy, những cái gì Hải đang đang sử dụng thấy ok, Hải đang chia sẻ cho các bạn. Đấy, vừa rồi Hải đang phát sinh hướng dẫn các bạn hai cách nối nối dây câu. Hải đang phát sinh xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Đăng Fishing.